Điều đấy làm cho tôi gặp người bảo trợ của tôi là Nguyễn Thị Khánh Nhung ạ. Và Nhung đã giới thiệu cho tôi dòng sản phẩm ở đây rồi. Và sau một thời gian dùng, sức khỏe của tôi được cải thiện. Và trong quá trình dùng, và trong quá trình tôi cũng tìm hiểu và nhìn ngắm tất cả các anh các chị ở trong công ty làm, thì tôi thấy chính sách công ty, sản phẩm của tập đoàn. Và càng tìm hiểu, càng học tập thì tôi càng thấy cái giá trị nhân văn của tập đoàn. Và tôi bắt đầu yêu thích từ lúc nào không biết. Và đến khi tôi yêu thích thật sự thì tôi có nói với hai người quản lý của tôi tuyến trên và trực tiếp của tôi là tôi lên quản lý. Lên quản lý thì tôi nghĩ là rất đơn giản, là hàng của FFP thì ai cũng cần, sức khỏe ai cũng thiếu, công việc có thể làm thêm, có thể làm tạp phẩm, ai cũng cần. Cho nên cái nhu cầu trong xã hội rất cần. Và tôi nhìn thấy nó thì tôi đã nhìn ra việc. Và tôi thân thân và tôi quyết định lên quản lý vào tháng 11 năm 2016. Và trong tương lai tới thì tôi sẽ tiến xa hơn. Bởi vì tôi đã nhìn ra con đường của mình, nhìn ra những cộng tác đắc lực của mình, và nhìn ra thị trường của mình đang rất rộng lớn. Và sản phẩm FOP có thể gắn kết và là những mảnh ghép đưa hết vào các vận hành trong công việc trong xã hội, và ai cũng cần. Điều đó là tôi rất thích thú. Và cũng nói với, cũng thực sự là cảm ơn là cô Nhi, cảm ơn công ty đã đem dòng sản phẩm về cho và đem lại cho cuộc sống mỗi người là có một cái hạnh phúc trọn vẹn hơn. Xin chân thành cảm ơn. Những lời chia sẻ rất là chân tình của cô. Và cô có nói rằng các giá trị trong cuộc sống cô đã có rất nhiều, nhưng thiếu một cái, đó là sức khỏe. Và rồi dẫn cô đến dòng sản phẩm của FLP. Và cô luôn nói rằng cấp bậc quản lý sẽ không phải là cái điểm mốc cuối cùng mà cô đạt tới, nó chỉ là một nấc thang mà cô đi qua. Và chắc chắn trong năm 2017 cô sẽ đạt được nhiều thành quả hơn. Vậy thì không biết quý vị bên dưới có sẵn sàng đồng hành cùng cô và chinh phục những đỉnh cao của FLP không ạ? Vâng, hãy không quên chúc mừng cô một tràng vỗ tay thật lớn nhé. Vừa rồi tuyên bố cho quý vị được cơ hội giao lưu với một người xuất thân trong xã hội là một công chức nhà nước và có địa vị cao, có mối quan hệ rộng, có mối quan hệ chất lượng, và cô đã xây dựng được một hệ thống kinh doanh thành công. Và vừa rồi kịp thời Hoàn cũng dì tai tâm sự với một số quản lý, thì Hoàn mới biết một điều rằng là cấp bậc manager không phải chỉ dành cho những người mà chỉ có xuất phát điểm tốt mới làm được, mà có những người bình dân nhất trong xã hội cũng có thể làm được. Và chính là một người kinh doanh buôn bán bình thường ở ngoài chợ. À, ngày xưa là một cái câu rất là vui, chúng ta hãy để ý nhớ lại hình tượng ở ngoài chợ, chúng ta gặp những bà buôn thịt lợn đó mà. Và chúng ta nhìn thấy hình ảnh bà buôn thịt lợn luôn chặt chém thịt lợn chưa hả? Là những người kinh doanh mà rất là kiếm được những nguồn tiền rồi. Nhưng khi biết đến Forever thì lại xây dựng được một sự nghiệp kinh doanh thành công và thay đổi hoàn toàn việc kinh doanh của chị. Thế nên chị phát triển và doanh thu của chị cao hơn rất nhiều so với ngày cũ, đẳng cấp hơn rất nhiều và sang trọng hơn rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng giao lưu với quản lý Lê Thanh Phi một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón chị ạ. Cảm ơn. Lời đầu tiên thì cho phép Lê Phi xin cảm ơn tới ban giám hiệu công ty cùng tất cả các FPO có ngồi với khán phòng ngày hôm nay. Một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Để đến với một công việc như ngày hôm nay, tôi cũng là một người kinh doanh bên truyền thống. Sau 14 năm, công việc rất là lặn lội và sớm ngày 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, 7 giờ sáng đến 7 giờ tối về đến nhà. Và khi biết đến với ngành nghề này, sau 14 năm tôi có những cái sức khỏe không bình thường và tìm đến cho mình những cái dòng sản phẩm của FLV. Và người cho tôi dòng thông tin này đó là một người bảo trợ của tôi là chị Vũ Nga, và đã đưa tôi đến với dòng sản phẩm này đến ngày hôm nay là được 18 tháng. Để đến với một công việc sau 16 tháng nỗ lực, tôi cũng nên được cấp bậc quản lý. Và trong công việc này cũng rất là đơn giản và bình thường, nhưng tôi cũng không quên người bảo trợ của tôi rất là tận tình giúp đỡ cho tôi những cái ngày tháng qua. Trong 16 tháng, chị biết tôi là một người có một cái mà đam mê trong cái ngành kinh doanh công việc này, và chị đã cố gắng ngày đêm và hỗ trợ tôi bằng mọi cách
để tôi lên được cái cấp bậc quản lý như ngày hôm nay. Và không quên người tuyến, những cái nhà phân phối tuyến dưới của tôi cũng đồng hành cùng với Nam Tháo. Sau 16 tháng qua đã đi cùng tôi trong những chặng đường mà mọi người cũng không biết mệt mỏi, và cũng chia sẻ cho rất nhiều những khách hàng của các thị trường khác nhau như Tiền Hải, Kiến Sương và Thái Bình. Và tôi tự hào nhất, đến như ngày hôm nay tôi cũng có một công việc và có những cả những khách hàng rất là tiềm năng, và từ đó tôi cũng trở thành từ người dân buôn bán thôi cũng trở thành một cô chủ nhỏ trong mới sở ba. Tôi cũng mới mở một hiệu sở ba trong vài tháng qua, và tôi được những khách hàng rất tin dùng về những dòng sản phẩm của tôi. Và tôi mong rằng trong những năm tới tôi có những khách hàng, lượng khách hàng thật lớn và tin tưởng và dòng sản phẩm của FL Women. Mong các bạn trẻ ở đây có những cái mà bây giờ muốn thay đổi những cái mô hình đào sở ba, thì cũng nên cho mình những cái mà mở rộng ra một chút xíu nữa. Thì như ngày hôm nay đứng lên đây chia sẻ cũng không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn tất cả các lãnh đạo công ty đã cho Navy đứng lên đây, và xin cảm ơn tất cả, cảm ơn nhà bảo trợ của tôi, người bảo trợ của tôi và tất cả phía dưới, và cảm ơn các FPO đã lắng nghe và giao lưu buổi sự kiện thành công ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những cảm nhận và những lời chia sẻ của quản lý nhân viên. Quý vị thấy rằng là chị có thay đổi nhiều so với nghề nghiệp cũ của mình không ạ? Có tự tin không ạ? Có, đúng không ạ? Và ngày nay đó chính là chị đang làm việc với cấp số nhân, với một hệ thống rất nhiều những đối tác cùng kinh doanh với mình, và với những ước mơ lớn hơn rất là nhiều. Và bạn tin tưởng một điều rằng là với những hoài bão khát vọng đó, chắc chắn chị đã chinh phục được những nước thang cao hơn nữa, và những tốt thu nhập cũng doanh thu khủng khiếp hơn nữa. Và chắc chắn một điều rằng chị cũng sẽ giúp đỡ được rất nhiều người đối tác của mình thành công hơn nữa. Một lần nữa để dành tặng cho, chúc mừng cho quản lý Thanh Vy cùng tất cả quản lý, một tràng pháo tay nồng nhiệt đi quý vị ơi. Vâng, xin gửi lời cảm ơn, và bạn biết rằng là quý vị có rất nhiều điều muốn học, các quản lý rất là muốn chia sẻ, nhưng do thời gian không có nhiều nên xin phép được hẹn đến khác để chúng ta được cơ hội giao lưu với quản lý khác sau ạ. Và sau đây xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để mời quản lý của ta về vị trí an toàn. Xin cảm ơn.